xin chào các bạn, lại là Mai Min đây. Hey, các bạn cùng vào bếp với mình làm bún chả nhé. Như các bạn đã thấy, trên đây là toàn bộ nguyên liệu mà hôm nay mình sẽ sử dụng. Mình xoay nhuyễn toàn bộ nguyên liệu ra, sau đó là mình bắt đầu đi ướp thịt. Mình ướp cho phần thịt nạc xay và phần thịt nạc vai là hoàn toàn giống nhau nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ để ướp khoảng 15 phút cho thịt ngấm gia vị nha. Hôm nay thì mình sử dụng nồi chiên không dầu để nướng. Các bạn có thể theo dõi nhiệt độ và thời gian nướng trên màn hình nha. Chờ thịt chín thì mình có thể đi chuẩn bị phần đu đủ và cà rốt. Tiếp đến là mình sẽ đi làm luôn phần nước dùng nhé. Nguyên liệu mà mình đã sử dụng thì mình ghi hết trên màn hình, các bạn theo dõi nha. Sau khi pha xong thì các bạn đun sôi hỗn hợp lên là được nhé. Qua cái quá trình nấu thì mình thấy nó rất là đơn giản, ăn ngon không kém gì ngoài hàng luôn. Các bạn hãy vào bếp và nấu ngay nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Like và đăng ký kênh ngay nhé.